Và trên tay tôi đây là điều khiển từ xa hai chiều, có nghĩa là có thể phun đi và hút ngược lại. Và cũng duy nhất chỉ có trên thị trường, chỉ có trên dòng Sotado 11 cao cấp nha, nha các bác. Cái điều khiển từ xa hai chiều chỉ có trên dòng Sotado 11 cao cấp và duy nhất trên thị trường đến hiện tại là chỉ có là Sotado. Thì ở đây là có hai chiều, thứ nhất là chiều A là chúng ta có thể phun đi này, chiều B thì là hút ngược lại này, nút B hút ngược lại này, C là tắt máy này. Điều khiển từ xa thì hoạt động như thế nào? Đây, nút A là phun đi này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chiều này nhá. Đấy, hút hút vữa này, hút vữa từ đây đẩy ra này. Hút vữa từ đây đẩy ra này. Hút vữa từ đây đẩy ra này. Đấy. C là tắt này. Đấy. Và đây là khi mà chúng ta nghỉ hoặc chuyển giáo hoặc là nghỉ giữa giờ hoặc như thế nào đó thì chúng ta có thể hút ngược lại, hút hút vữa ngược lại là nút B này. Tôi bấm nút D cho các bác xem nhá. Đấy. Hút ngược lại này. Đấy. Đấy. Thì ở đây thì tại sao là chúng ta nên sử dụng điều khiển từ xa hai chiều? Thứ nhất là khi mà chúng ta có cái chiều hút ngược lại ấy, thì cái người phụ, cái người thợ phun ở trên kia, người ta sẽ không phụ thuộc vào người phụ đứng ở dưới này. Vì nhiều khi là công trường chúng ta sẽ vướng mắc rất là nhiều thứ, và chiều cao rồi ở trong nhà thì cái người ở trên kia người ta sẽ không phải gọi xuống là tắt đi hút ngược lại đi, mà ở đây thì cái người phun ở trên kia ở trên cao ấy, là người thợ người ta có thể chủ động muốn phun là phun và muốn hút là hút và trả vữa về. Thì cái việc khi mà chúng ta trả được vữa về ấy, thì nó sẽ giúp cho cái ống ép này nó sực bền hơn rất nhiều. Tại vì nhất là khi mà chúng ta phun ở trên cao mà dừng ấy, thì là cái vữa nó sẽ dồn, khi mà lúc mà chúng ta dừng máy thì cái vữa đang ở trên cao nó sẽ dồn về xuống thấp nhất, và khi mà máy hoạt động trở lại, có nghĩa là khi mà mình bấm A ấy, đấy, thì là nó sẽ mất một cái lực ban đầu rất là lớn để mà đẩy cái vữa lên cao. Thì khi mà hút được ngược lại lại trả về máng ấy, thì máy sẽ đẩy rất là nhẹ nhàng và sẽ bảo vệ được cái ống ép này rất là bền. Và khi mà cái người thợ ở trên kia người ta chủ động cầm điều khiển, người ta phun và người ta có thể hút chủ động hút về ấy, thì là sẽ hạn chế được tối đa cái việc tắc ống nha các bác. Đấy, và quan trọng nhất là không phụ thuộc vào người đứng ở bên dưới, nên là hai bên sẽ chủ động nhất có thể. Cái điều khiển từ xa hai chiều ấy không chỉ thuận tiện, mà cái cuối cùng là nó sẽ đảm bảo được cái ống ép này của chúng ta là hoạt động được bền nhất. Đấy, khi mà hút được ngược lại ấy, thì là cái hút khi mà dừng ấy thì trả vữa về máng ấy, mà khi đẩy lại ấy, thì nó sẽ không bị mất lực và hạn chế tắc ống. Thì khi mà hạn chế tắc ống thì cái ống ép ở trong này nó sẽ là bền nhất nha các bác. Sotado, máy phun vữa số 1 Việt Nam.